Hi, minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng ICC. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chữa đề thi GPT N1 phần thi Moji Goi. Đầu tiên là môn đề 1, môn đề cách đọc của Hán tự này. Câu số 1. Sore wa hijou ni nani ni na hanzai da to omou. Hán tự của chúng ta được gạch chân ở đây là chữ gì các bạn? Đây là chữ xảo và chữ diệu, đúng không? Như vậy chữ xảo và chữ diệu sẽ được đọc là komyo. Như vậy các bạn sẽ chọn đáp án đúng là số 4. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Câu này có nghĩa là tôi nghĩ đó là một cái hành vi phạm tội rất là, hán tự là xảo diệu, có thể dịch là xảo diệu hoặc là tinh vi, đúng không nhỉ? Cái chữ xảo ấy nó có âm kunyomi là taku trong từ takumi nhá. Đấy. Là một tính từ đuôi na. Takumina có nghĩa là khéo léo, tinh vi. Âm ghép đọc là cô. Chẳng hạn như là một số từ như là từ gì nhỉ? Các bạn có từ ghi cô này. Này, kỹ xảo này. Đấy. Cô miều xảo diệu, tinh vi. Hoặc là từ xê cô tinh xảo. Còn chữ diệu đọc là miều. Câu số 2. Chiiki no hitobito ga kono service wo nanani dekiru yoni shitai. Hán tự được gạch chân ở đây là chữ hưởng và chữ thụ. Đấy, âm Hán Việt hưởng thụ và nghĩa của nó cũng là hưởng thụ luôn. Có nghĩa là hưởng thụ hoặc là nhận được. Tôi muốn cố gắng để cho những cái người mà ở cái khu vực ấy, đấy, những cái người ở khu vực này đúng không nhỉ? Có thể làm sao đây? Có thể hưởng thụ được cái dịch vụ này, có thể nhận được cái dịch vụ này. Vấn đề đây là cách đọc của nó là gì? Thì thứ nhất, chữ thụ đằng sau là một kanji N3. Chữ này sẽ không có trường âm, như vậy các bạn sẽ loại trừ được số 3 và số 4 cho trường âm vào là sai. Còn 1 và 2 đọc là kyu hay là kyo thì các bạn hãy nhớ chữ hưởng nó sẽ giống trong từ ảnh hưởng đúng không? Cùng âm với hưởng trong từ ảnh hưởng. Chúng ta có lại e kiều nhá. Thì cái chữ này có âm Hán Việt là hưởng. Thường thì các chữ có âm Hán Việt giống nhau ấy, nó cũng sẽ có âm onyomi giống nhau, không phải là 100% trường hợp, nhưng mà thường là như thế. Do vậy chúng ta sẽ phải đọc là kiều chứ không phải là kiu. Như vậy chúng ta sẽ loại trừ được số 1. Chọn đáp án đúng là nhi bằng. Đọc là kyoju. Hưởng thụ. Tận hưởng, nhận được. Tiếp theo câu số 3 là một câu hỏi về âm kunyomi. Kono daikai dewa besto 4 shinshutsu wo nanyani iru. Chữ Hán là chữ thư, có nghĩa là nhắm vào. Vậy thì từ này sẽ đọc là nerau. Nerate đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 2. Ở cái kỳ đại hội này ấy, thì tôi đang nhắm tới cái việc mà tôi làm sao đây nhỉ? Tôi tiến vào được top 4 đấy, trận bán kết đấy. Các từ còn lại này chúng ta có từ đầu tiên là tsunote là chữ mộ. Này, chiêu mộ này, tuyển dụng, tuyển mộ này. Hokote là chữ khoa, tự hào. Sagute là chữ thám, mò mẫm, tìm kiếm. Câu số 4. Kanojo wa nani nani mono miru yona me de watashi wo mita. Cô ấy đã nhìn tôi với một cái ánh mắt như thể nhìn thấy một cái thứ, một cái người. Các bạn thấy đây là chữ ô, mặc dù là Hán tự N3 nhưng mà cách đọc của nó trong trường này là một cái đọc tương đối là lạ. Nhiều bạn sẽ nghĩ chữ này là chữ ô trong động từ yogoreru, đọc là Yogo đúng không? Và các bạn sẽ căn cứ vào đây, các bạn sẽ chọn đáp ứng, các bạn sẽ chọn đáp án 2 là phương án lựa chọn của bản thân. Vậy thì sẽ bị sai nhá. Nó không phải đọc là Yogorawashi mà trong trường hợp này nó phải đọc là Kegarawashi mới là chính xác. Đấy. Những cái này thì buộc là chúng ta phải từng gặp, từng nhìn thấy, chúng ta đoán là sẽ dễ bị sai. Cái từ Kegarawashi có nghĩa là gì nhỉ? Một thứ bẩn thỉu, một thứ dơ bẩn. Đấy. Nhìn mình và với một cái ánh mắt như thế, với một cái thái độ như vậy.
Wazirawashi, từ đọc là Wazirawashi là chữ gì? Wazirawashi nó là chữ phiền, có nghĩa là phiền phức, phiền toái này. Yogorawashi không có nhá, chúng ta chỉ có yogo đê đự, yogo vô sự thôi. Số 3 là Magirawashi. Magirawashi là chữ phân, trong từ phân vân. Nó có nghĩa là dễ gây nhầm lẫn. Tiếp theo câu số 5. Ukotteita no ka. Kare wa aisatsu mo sezu ni nani nani de kaete shimatta. Hán tự được gạch chân là chữ vô và chữ ngôn, là những chữ của chương trình sơ cấp. Thế nhưng mà nhớ được chính xác nó cũng không phải là đơn giản đúng không? Chúng ta có cái chữ vô ấy, nó sẽ có hai cách đọc là mư và bư đấy. Âm onyomi sẽ như vậy nhá. Còn chữ ngôn sẽ là gen và gon. Như vậy chúng ta sẽ phải tìm cái cách đọc phù hợp ở trong trường này. Thường là chữ vô sẽ được đọc là mư. Ví dụ các bạn gặp những từ như là mư đi hay là mư điều chẳng hạn. Cách đọc là bư có trong một số từ như là bư gì đấy, hay là bư nang. Với chữ ngôn phần lớn được đọc là gen, ví dụ trong từ gen go ngôn ngữ này đấy, hay là hạt sư gen phát ngôn. Nhưng một số trường đọc là gom, ví dụ như là den gom hay là Yui gom, di ngôn. Trong trường hợp này chữ vô và chữ ngôn nó sẽ được đọc là mư gom. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 3. Đấy. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là không nói gì đúng không? Kotoba ganai. Không biết có phải vì tức giận hay không mà anh ta đã về không mà không nói năng gì cả, không thèm chào hỏi gì cả. Câu cuối cùng này, câu số 6 ở phần kanji. Atarashii kado ga todoitara furui kado wa nanin ni shite kudasai. Các bạn thấy ở đây là chữ gì nhỉ? Đằng trước là chữ phá đúng không? Là một kanji của N2. Thì chữ phá này chắc chắn sẽ đọc là ha. Chúng ta sẽ loại trừ được ngay phương án số 2 là hai này, không phải này. 4 là hô cũng không phải. Đấy, vậy chỉ còn là một hay là ba thôi. Đằng sau là chữ khí sẽ đọc là ki đúng không? Như vậy sẽ là haki. Đáp đúng của chúng ta sẽ là một. Từ haki này có nghĩa là hủy. Khi mà thẻ mới được chuyển đến ấy thì cái thẻ cũ hãy hủy đi, hãy bỏ đi nhá. Đúng đây sẽ là số 1. Phương án còn lại ví dụ như từ haiki, hán tự của chúng ta sẽ là chữ phế và chữ khí, nó có nghĩa là bỏ, hủy bỏ này. Hakai là phá hoại, phá hủy này. Hokai hán tự là chữ băng và chữ hoại, có nghĩa là sụp đổ, tan vỡ. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 2 là môn đai từ vựng. Câu 7. Kaigai de nani nani shiteru shouhin o chokusetsu yūnyū shite tei kakaku de hanbai shite imasu. Chúng ta xem những cái từ người ta cho. Từ đầu tiên là từ tsuko, thông hành này. Từ thứ hai là ryudo, hán tự là lưu động này. Từ số 3 là doko, chữ hán là động và hướng này. Số 4 là ryutsu, lưu thông. Thì chúng ta thử xem cái câu này là cái nào phù hợp nhé. Người ta cho này, chúng tôi đang nhập khẩu trực tiếp những sản phẩm đang gì đó ở nước ngoài và chúng tôi bán với giá rẻ. À, chúng ta thấy này, nó có cái hint tội là sản phẩm đang gì đó ở nước ngoài. Vậy thì chắc chắn là cái nét nghĩa phù hợp nhất ở đây phải là mấy? Phải là 4 đúng không? Sản phẩm đang lưu thông tại nước ngoài, đúng nhỉ? Đấy, đang lưu thông nó nói cho hàng hóa, đúng nhỉ? Hint tội của chúng ta là shohin. Thì ngoài hàng hóa ra có thể dùng số một số cái đối tượng khác, chẳng hạn như là không khí nhỉ, các bạn nhé. Lưu thông không khí này, đúng nhỉ? Đấy, hay là lưu thông về nước này, sư độ. Từ số 1, sư cô ấy là thông hành, nó cũng nghĩa là sự đi lại, thông hành. Thì thông thường nó dùng để diễn tả cái sự đi lại. Chẳng hạn như chúng ta có từ sư cô đô mê, đấy, là ngừng thông hành, cấm đi lại vì lý do có sự cố tai nạn hoặc là gì đó thi công chẳng hạn. Từ số 2 là từ điêu đô, hán tự là lưu động,
Thông thường từ lưu động này nó có mang nghĩa là lưu động dịch chuyển đấy, nó sẽ là cái sự dịch chuyển biến chuyển của một số cái yếu tố chẳng hạn như là nước biển chẳng hạn, kaisui này, kaisui no ryudo là cái sự dịch chuyển của nước biển, hay là gì nhỉ, cái sự thay đổi của cục diện chính trị seikyoku đấy, nó không dùng với lại shokin nhá. Từ số 3 là từ doko, Hán tự là động hướng, từ này thông thường chúng ta hay dịch là xu hướng hoặc là động thái. Thông thường nó diễn tả cái gì nhỉ? Cái xu hướng của một cái nền kinh tế này đúng không? Keiki no doko này đúng nhỉ? Hoặc là xu hướng của thế giới đúng nhỉ? Hoặc xu hướng sau khi tốt nghiệp vân vân. Sẽ dùng, còn lại sẽ không dùng với lại hình thức này. Câu số 8 là một câu về katakana. この研究には次の3つの何々の方法が考えられます。Chúng ta có các từ người ta cho là từ appeal, success, approach và comment. Thì trước hết là ở trong cái câu gốc mà người ta cho là gì? Đó là có thể nghĩ tới phương pháp đúng nhỉ? Đấy. Các bạn thấy có tsugi no mitsu có nghĩa là ba phương pháp gì gì đó với cái nghiên cứu này đúng không? Vậy thì cái hinto ở đây ấy sẽ là một từ đi kèm với lại từ kenkyu đúng nhỉ? Đấy, nghiên cứu. Vậy thì đi với nghiên cứu chúng ta sẽ dùng cái từ gì trong những cái từ này? Từ đầu tiên, apiru, từ gốc tiếng Anh của nó là này, appeal đúng nhỉ? Từ này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thu hút, kêu gọi. Từ này các bạn được học ở N2 rồi. Thông thường nó mang nghĩa là thu hút, nổi làm nổi bật một cái gì đó nhé. Ví dụ như là jiko appeal chẳng hạn này, làm nổi bật bản thân đúng không? Hay là chúng ta có từ gì đấy nhỉ? Có từ appeal point chẳng hạn. Đấy, cái điểm hấp dẫn, cái điểm thu hút. Không phù hợp trong cái bối cảnh này đúng không? Phương pháp thu hút ở trong nghiên cứu là không hợp lý rồi. Từ số 2 là chúng ta có từ đọc là sakusetsu. Lưu ý nó không phải là akusetsu nhé. Akusetsu là truy cập, còn đây là sakusetsu. Đây nó là từ này. Có nghĩa là thành công. À, nó giống seikosurukoto không phải. Từ số 3 là từ approach. Approach. Từ này có nghĩa là tiếp cận. À vậy thì bắt đầu thấy phù hợp đúng không? Có ba hướng tiếp cận cái nghiên cứu, đúng rồi. Đúng của chúng ta sẽ là số 3 nhá. Đấy. Cái từ approach ấy nó có nghĩa là seikin, ngoài ra nó còn có nghĩa là aru taisho to suru mono ni semaru koto, có nghĩa là việc chúng ta lại gần một cái nào đó làm đối tượng. Thì ở đây cái nghiên cứu này là một đối tượng và có ba phương pháp để chúng ta lại gần cái nghiên cứu đó. Đấy, thì đúng nhất ở đây phải là số 3. Số 4 là commento. Commento là bình luận đúng không? Chúng ta rất là quen thuộc ở trong nếu mà dùng Facebook các thứ rồi. Thì có nghĩa là bình luận này, đưa ra ý kiến hoặc là giải thích về một cái vấn đề gì đó. Thông thường nó hay có những cái dạng cố định chẳng hạn như là gì nhỉ? Commento sakeru có nghĩa là tránh bình luận này, hoặc là no commento đúng nhỉ? No comment đấy. Không bình luận. Đúng, đây phải là số 3 nhé. Câu số 9. Chúng ta thấy là đều là các từ mà có cái chữ khẩu đằng trước đúng không? Game no shisugi da to chuishi tara urusai na tokoromo ga nanani shita. Sau khi tôi nhắc nhở là nó chơi game nhiều quá, chơi game nhiều quá ấy, thì đứa trẻ thì con tôi nó làm sao đó nó nói là urusai na, ồn quá, kiểu mẹ phiền quá, bố phiền quá, thì dùng từ nào phù hợp ở trong đây? Từ đầu tiên đọc là kuchi atari. Kuchi atari có nghĩa là cái cảm giác khi chúng ta ăn hoặc uống một cái gì đó, ví dụ như là kuchi atari no iwai, có nghĩa là cái rượu mà khi mà chúng ta uống vào ấy nó có cái cảm giác rất là dễ chịu. Đấy, thì dùng cái từ này nhá. Dùng khi ăn uống cái gì đó thì không phù hợp trong bối cảnh này đúng không? Từ số 2 đọc là kuchidashi. Kuchidashi có nghĩa là nói xen vào, nói xía vào. Đấy.
Đây là tôi đã nói xong rồi đúng không? Sau khi tôi nói thì con tôi nó trả lời lại như thế này thì không thể dịch là nói xen, nói xiên, nói ngang, nói xía vào được. Đấy. Không phù hợp. Từ số 3 là cử chi đô Từ cử chi đô mê có nghĩa là bịt miệng, đấy, hoặc là cấm ai đó không được nói. Chúng ta có một cái cụm từ đó là từ này này. Cử chi đô mê điều chắc các bạn cũng sẽ đoán được nghĩa của nó. Đây là cái phí bịt miệng, tức là cái tiền mà chi ra để một ai đó không nói về một cái vấn đề gì đó. Đấy, tiền bịt miệng cũng không đúng đúng không? Vậy thì 1, 2, 3 sai thì chỉ còn 4 thôi. 4 là gì nhỉ? 4 là cử chi gô tay. Cử chi gô tay. Nó có nghĩa là cãi. Đấy. Cãi lại, bật lại, chả treo. Đúng không? Nói một câu thì đốp lại một câu sẽ dùng trong trường hợp này nhá. Người dưới không đồng tình, không nghe theo những cái điều mà người trên nói và cãi lại sẽ dùng cái từ này. Đấy. Các bạn nhớ từ cử chi gô tay có nghĩa là cãi, chả treo, bật lại. Tôi nhắc nó là con chơi game nhiều quá đấy thì nó nói là nó bật lại là nó cãi lại là à bố mẹ ồn quá phiền quá. Câu số 10 là một câu về động từ phức này. Chui no hantai o nane ni kare wa kaisha o yamete atarashii jigyo hajimeta. Chúng ta thấy ở vế trước nó đang có cái gọi là sự phản đối của xung quanh. Vế sau là anh ta nghỉ việc ở công ty và bắt đầu một cái sự nghiệp mới. Vậy thì chắc chắn là cái nghĩa của cái động từ này nó phải là bất chấp đúng không? Bất chấp sự phản đối của xung quanh. Đấy. Thì anh ta vẫn nghỉ việc ở công ty đúng không nhỉ? Và bắt đầu sự nghiệp mới. Đang có sự nghiệp phơi phới. Đang ở công ty rất là tốt. Nhưng mà lại gì nhỉ? Lại quyết định là bỏ hết để làm một cái mới. Đấy. Và chịu rất là nhiều cái sự phản đối của xung quanh nhé, nhưng mà bất chấp cái điều đó, phớt lờ điều đó, anh ta vẫn làm cái điều đằng sau. Vậy thì chúng ta dùng cái từ nào? Các bạn thấy đều đằng trước đều có từ, đằng trước đều là động từ ô sự và đằng sau ghép thêm, nhưng mà nghĩa của nó thì không giống nhau. Chúng ta có từ đầu tiên là oshikite. Oshikite có nghĩa là bất chấp, mặc kệ, phớt lờ, đúng rồi. Các bạn chọn được luôn là một này. Ngoài đi từ hantai ấy, thì cái động từ oshikiru này nó có thể đi với những từ khác như là bất chấp cái ý kiến, phớt lờ cái ý kiến này, hoặc là bất chấp khó khăn, côn nan, vân vân. Từ số 2 là oshidashite, có nghĩa là đẩy ra. Đấy, đẩy ra, bóp ra, chẳng như là khi mà chúng ta dùng kem đánh răng ấy, đấy. Chúng ta dùng tay chúng ta bóp để cho cái kem đánh răng nó ra, chúng ta có thể dùng là ha migakio. Đấy. Oshidas đúng nhỉ? Số 3, từ số 3 là gì nhỉ? Từ số 3 là oshikonde. Thì ngược với lại từ oshidasu, oshikomu là đẩy vào, nhét vào, chẳng như là nhét sách vào cặp, đẩy sách vào cặp ấy. Hongo kabang ni oshikomu, không phải. Số 4 là oshiyosete. Có nghĩa là gì đấy nhỉ? Có nghĩa là nó giống từ satosuru nhá. Sato sư rự có nghĩa là ào đến, ập đến. Nó thông thường nó dùng với những từ như là gunshu có nghĩa là đám đông. Đấy. Hoặc là onami là sóng to. Không phải, đúng nhất đây phải là một. Tiếp theo câu số 11 là một câu về tính từ và các cái tính từ này trông nó khá là giống nhau và những cái câu hỏi này thì thường sẽ xuất hiện ở trong các năm này. Các năm người ta sẽ hỏi đi hỏi lại những cái động từ có dạng thức, những cái tính từ có dạng thức có chữ đại đằng sau như này. Câu hỏi là Nakayama Shichou wa shimin kara nanani shiji o eteiru. Thị trưởng Nakayama ấy thì đang nhận được sự ủng hộ từ phía người dân, thì tất cả những cái này nó đều mang nghĩa là lớn, hoành tráng, to lớn. Thế nhưng mà vấn đề ở đây ấy, đó là đi với cái từ shiji thì nó là cái từ nào là phù hợp nhất, đó là vấn đề. Chúng ta cùng xem từ đầu tiên. Từ đầu tiên là Yudai. Hán tự của chúng ta là chữ hùng và chữ đại. Đấy. Từ này thông thường dịch là hùng vĩ hoặc là vĩ đại. Nó đi kèm với lại những cái từ chỉ cảnh quan. Chẳng hạn như là Yudai na Keishiki này. Đấy. À, không có trường âm này. Cái phong cảnh vĩ đại đúng không? Hoặc là gì nhỉ? Thiên nhiên, hùng vĩ này. Đấy.
hoặc là gì nhỉ, hoặc là từ Sa Mạc Cự, là cái vùng núi non hùng vĩ trùng điệp. Ở đây dùng với CG là không phù hợp. Từ số 2 là chữ tuyệt và chữ đại. Từ này được đọc là Zetsudai. Thì từ Zetsudai này lại thường đi với các khái niệm trừu tượng. Đấy, nếu như từ Yudai thường đi với các khái niệm mang tính chất cụ thể về phong cảnh thì Zetsudai lại đi với các khái niệm trừu tượng. Chẳng hạn như là Cien, đấy, sự chi viện này, hỗ trợ này, sự tin tưởng này, Shinyo, hoặc là một từ rất là hay đi kèm với từ Zetsudai đấy là từ Ninki. Đấy, vậy thì chắc chắn là có từ Cien nó sẽ giống từ CG đúng không? Đáp đúng chúng ta sẽ là số 2. Sự ủng hộ cực lớn, vô cùng lớn, rất lớn. Từ số 3 của chúng ta là chữ quá thì đại, được đọc là Kadai. Kadai ở đây ấy, nó có nghĩa là quá mức, quá lớn hoặc là quá đáng hơn cần thiết. Thông thường nó sẽ đi với những từ như là gì nhỉ? Hiyo chẳng hạn này, cái chi phí hơn mức cần thiết nhá. Cái kỳ vọng vượt mức cần thiết. Đấy, kỳ vọng quá mức quá lớn, hoặc là từ Yokyu vượt cái tiêu chuẩn. Từ số 4 là từ Bodai, cũng là một từ rất quan trọng. Bodai này hán tự là chữ bành và chữ đại. Thì thông thường cái từ Bodai này nó dùng với lại những cái khoản tiền, đấy, những cái mà định lượng được. Chẳng hạn như là Bodai na Shikin. Đấy, là cái nguồn vốn đúng không? Cái khoản tiền khổng lồ này, hay là cái khoản nợ phư sai này, khoản nợ khổng lồ này, tổn thất đúng không? Songai hoặc là dữ liệu, data vân vân. Đấy, những cái từ này có thể người ta sẽ hỏi các bạn trong các bài thi đấy, nên là các bạn cố gắng nhớ nhá. Tiếp theo câu số 12 là một câu về động từ, chúng ta cùng xem. Hoka no seto to kenka shita dokyusei o nani no ni kare wa nani mo iwanakatta. Người ta có cái ngữ pháp đang dùng đây là ngữ pháp nối nhị, có nghĩa là vậy mà tôi đã làm gì đó đúng không? Đấy, về trước đang là Do QC, là bạn cùng lớp, bạn cùng khóa đấy. Một cái người bạn cùng lớp mà đã cãi cọ với lại những cái học trò khác, tôi đã làm gì cái người bạn của lớp này vậy mà anh ta lại không nói gì. À, vậy chúng ta cùng xem cái từ nào phù hợp nhất nhé. Từ số 1 này, Shitatta. Shitatta Tà đây là chữ Hán là chữ mộ, có nghĩa là ngưỡng mộ, lưu luyến, quấn quýt. Thì nó không phù hợp với bối cảnh ở phía trước này đúng không? Từ động từ shita này thì có thể dùng cho người. Đấy, chẳng hạn như là senpai o shita, có nghĩa là mình ngưỡng mộ senpai. Nó phải dùng cho người được, nhưng mà cái đằng trước nó lại đang là hoka no seto to kenka suru. Đấy, là một người mà đã đi cãi cọ người khác thì không có gì để chúng ta ngưỡng mộ cả đúng không nhỉ? Nó sẽ không phù hợp với nghĩa, nên là một không phù hợp. Từ số 2 chúng ta có, người ta cho là từ Kabata. Kabata có nghĩa là bảo vệ, che chở, bao bọc, bao che. À, thấy có vẻ như là hợp lý đúng không? Có thể là hai đúng nhá. Chúng ta xem tiếp 3 này. Kojireta. Kojireta là trở nên phức tạp. Đấy, nó thông thường nó dùng cho những cái như là cái vấn đề chẳng hạn. Mondai ga kojireta là vấn đề trở nên phức tạp này. Hay là Hanashi, câu chuyện trở nên rối rắm phức tạp này, hay là cái sự đàm phán đúng không? Đấy, trở nên phức tạp. Vậy là không phù hợp với trường hợp này rồi. Câu 4 là Toboketa. Toboketa là giả vờ không biết đúng không nhỉ? Shiranai furi o suru đấy. Thì ở đây đúng nhất ở đây phải là số 2 mới là phù hợp. Có nghĩa là tôi đã bảo vệ, tôi đã bao che cho cái bạn đó, là bạn mà đi cãi cọ với người khác vậy mà cậu ta lại chẳng nói gì, ít ra cũng phải cảm ơn tôi một câu chứ đúng không, lại không nói gì cả. Rồi tiếp theo câu 13 này là một câu về phó từ, chúng ta cùng xem. Mainichi kiteita kare kara no renaku ga totuzen dodaeta no de shinpai da. Nào, cái liên lạc từ anh ta ấy hàng ngày đều đến, vậy mà đột nhiên lại bị ngắt quãng, nên tôi rất là lo lắng. Vậy thì dùng cái từ nào phù hợp? Từ đầu tiên là từ kikari. Kikari có nghĩa là đúng, chính xác. Thông thường nó sẽ đi kèm với lại các từ chỉ con số, ví dụ như là prokuji đúng nhỉ,
thì carry chẳng hạn, có nghĩa là đúng 6 giờ, chính xác 6 giờ nhá. Hoặc là gì nhỉ? Không phải là chỉ mỗi giờ mà có thể là một con số khác, ví dụ như là Jukiro Kikari này, đúng 10 cân. Đấy, hay là gì nhỉ? Kikari Jikan ni kuru, đến đúng giờ. Đấy. Vậy thì không phù hợp trong trường này rồi. Câu số 2 là Kukiri. Kukiri là rõ ràng, rõ nét, giống từ hạt Hakiri, chẳng hạn như là Kukiri toshita ezo, là cái hình ảnh rõ ràng, rõ nét, không phù hợp. Từ số 3 là Patari. Cái từ Patari này nó sẽ tương đối giống từ Batari. Đấy, Batari. Thông thường từ Batari, Patari này nó mang nghĩa là ngẫu nhiên hoặc là bất ngờ, đột ngột. À, vậy thì phù hợp rồi. Trong đây chúng ta sẽ chọn được luôn đáp án đúng là 3 nhé. Đấy. Mặc dù nó có từ totsuzen sẵn rồi, nhưng mà khi mà nó đi kèm từ Batari thì nó nhấn mạnh thêm sắc thái đột ngột. Nên là chúng ta sẽ phải chọn là 3 đúng nhỉ? Đang bình thường ngày nào cũng nhận được liên lạc, ngày nào cũng nhận được tin nhắn hoặc là email từ anh ta mà đột ngột nó bị ngắt quãng. Đấy. Thì đúng nhất ở đây sẽ là số 3 nhé. Từ này mang hai sắc thái nghĩa, một là đột ngột, hai là ngẫu nhiên, tình cờ, chẳng hạn như tình cờ gặp lại ai đó, tình cờ chạm mặt ai đó. Số 4 là Pitari. Thì Pitari các bạn rất là quen thuộc rồi, có nghĩa là vừa vặn, vừa khớp, thích hợp, đúng nhỉ? Ví dụ như là Kuchi ni Pitari là vừa miệng này, Shigoto ni Pitari là phù hợp với công việc, Ikenga ga Pitari to Ichishita là ý kiến khớp nhau, không phải. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 3 là môn đai từ đồng nghĩa. Câu số 14 này. Kare no keten wa sekachi na tokoro da. Từ được gạch chân là từ sekachi, thì các bạn biết từ sekachi này mang nghĩa là gì nhỉ? Nôn nóng, thiếu kiên nhẫn, đúng không? Thì từ nào đồng nghĩa nhá? Từ đầu tiên, okubyo. Okubyo có nghĩa là yếu đuối, nhát gan, không phải. Từ số 2 là kiga mizikai, thiếu kiên nhẫn, đúng không? Từ này giống từ tăng ki, đúng rồi. Đang đúng là ở đây sẽ là số 2. Khuyết điểm của anh ta là nôn nóng, thiếu kiên nhẫn. Từ số 3 là ganko. Gankona là ngoan cố. Và từ số 4 là atama ga nibui, có nghĩa là đầu óc chậm chạp, không phải. Câu số 15 này. Shui kara no pressure ni makenai yo ni gambaritai to omoimasu. Cái từ được gạch chân ở đây là từ pressure. Các bạn biết từ này mang nghĩa là áp lực rồi, đúng không? Chúng ta có cái từ atsuryoku, bình thường nó nghĩa là kiểu áp lực, sức ép về mặt vật lý. Thông thường từ pressure là cái sức ép, áp lực về mặt tâm lý. Thì câu này có nghĩa là tôi muốn cố gắng để không thua áp lực từ xung quanh. Thì từ nào mang nghĩa là áp lực nào? Số 1, jiu-atsu. Đúng rồi, đây là sức nặng, sức ép, đúng không nhỉ? Một là chính xác nhá. Từ số 2 là hantai, phản đối này, không phải. Từ số 3 là kansho, là cái sự can thiệp. Và từ số 4 là kyosho, là cạnh tranh, không đúng. Câu số 16. Uchi no ko ga sukoyaka ni sodatte kureta koto ga nani yori ureshii. Cái việc mà đứa trẻ nó lớn lên một cách sukoyaka thì là một điều vui hơn bất cứ cái thứ gì khác. Ở đây nếu mà người ta viết chữ sukoyaka dạng Hán tự, chắc các bạn sẽ biết được ngay. Sukoyaka. Đấy, đây chữ Hán là chữ kiện, đúng không? Có nghĩa là khỏe mạnh. Vậy thì đồng nghĩa với nó chắc chắn sẽ là số 1, đúng nhỉ? Kenko ni nhá. Sukoyaka na bằng kenko ni, có nghĩa là khỏe mạnh. Số 2 là cô phúc cự, là hạnh phúc. Số 3 là kashi cô cự, kashi koi, có nghĩa là thông minh. Và 4 là hai gia cự, là nhanh, không phải. Ghép, nếu mà ghép nghĩa thì thấy cái nào cũng phù hợp, nhưng mà đồng nghĩa với Sukoyaka chỉ có thể là kenko, nên là chúng ta chọn một. Câu số 17 này. Nebari zuyoku kosho shita kekka kochira no kibo dori no gaito ga erareta. Kết quả của việc đàm phán một cách nebari zuyoku, cái này nếu mà người ta viết Hán tự chắc các bạn cũng sẽ đoán được. Nebari zuyoi, động từ gốc, tính từ gốc là nebari zuyoi. Nebaru là động từ ban đầu, có nghĩa là cái sự bám dính, đúng không? Cái sự kiên trì, ấy, dính.
kiểu chúng ta có câu gọi là dính ra như đỉa đấy, thì nó tạo ra dạng tính từ đuôi in nebody joy, có nghĩa là cái sự kiên trì đúng nhỉ, đấy cái sự bền bỉ không chịu buông ra. Vậy thì nó sẽ phù hợp với từ nào nhá. Chúng ta cùng xem này, số 1 là serioteki, từ này có nghĩa là hăng hái năng động không phải. Từ số 2 là atoteki, atoteki có nghĩa là mang tính áp đảo không đúng này. Số 3 là zishiomote là tự tin không đúng đúng không. Vậy thì chỉ còn 4 thôi, 4 là saigomadezukete có nghĩa là gì, là tiếp tục đến cùng. À vậy là phù hợp với nghĩa kiên trì bền bỉ đúng không nhỉ. Đúng là yombang. Kết quả của việc đàm phán một cách kiên trì ấy, đấy, một cách gọi là thực hiện đến cùng ấy, thì chúng tôi đã nhận được cái sự phản hồi, cái sự hồi đáp theo đúng như cái nguyện vọng của chúng tôi. Câu số 18 này. Hanashi ai o shitara sunnari ketsuron. Sau khi trao đổi ấy, thì cái kết luận nó đã được đưa ra một cách sunnari. À, một cách sunnari là một cách như nào? Một cách kantani đúng không? Một cách đơn giản, một cách dễ dàng. Một cách chóng vánh, một cách nhanh chóng. Chúng ta cùng xem từ nào mang nghĩa như vậy nhá. Từ số 1 là yato, là cuối cùng thì. Không phải. Số 2 là anojo. Anojo có nghĩa là quả nhiên. Từ này nó bằng từ yapari hoặc là yahari. Không phải. Số 3 là asari, là dễ dàng, nhanh chóng. Đúng rồi. Đây đồng nghĩa là samba. Và từ số 4 là itam. Itam là tạm thời. Không phải. Câu số 19, câu cuối cùng của phần từ đồng nghĩa. Sono hitokoto de imamade jibun ga unuborete ita koto ni kizuita. Với một câu nói đó ấy, thì tôi đã nhận ra cái việc là từ trước đến nay bản thân tôi rất là unuborete ita. Từ này các bạn có biết không? Từ này đây. Unuborete. Từ này có nghĩa là gì nhỉ? Tự mãn, đúng nhỉ? Đấy, tôi đã nhận ra từ trước này là tôi đã rất là tự mãn. Vậy thì từ nào mang nghĩa là tự mãn nào? Jishin ga nakatta, tôi không có tự tin. Sai đúng không? Ngược lại hoàn toàn này. Số 2 là wagamama datta, là tôi ích kỷ. Wagamama thì thường nó đồng nghĩa với từ katte nhé, không phải từ unuboreru. Tokui sugi datta, tôi quá là tự đắc. Đúng rồi. Đúng ở đây sẽ là số 3, samba. Và số 4 là tôi chewing ga tarinakatta, tôi không có cái sự, tôi không đủ cái sự chú ý, tôi bất cẩn. Không phải. Rồi tiếp theo chúng ta sang môn đai số 4, môn đai cuối cùng, môn đai cách dùng từ. Câu 20. Trước hết là chữ này đã từng được hỏi trong một năm thi chính thức ở phần cách đọc. Từ này được đọc là siêu tra cự. Siêu tra cự nó có nghĩa là lưu luyến, bận tâm tới cái chuyện đó. Đấy. Thông thường nó sẽ dùng dưới dạng thức là n cộng với ni. Siêu tra cự suru có nghĩa là chúng ta lưu luyến, chúng ta bận tâm, quan tâm tới cái vấn đề n. Vấn đề n đó thường thường ví dụ như là tiền bạc này, okane này đúng không nhỉ, lưu luyến quá khứ kako này đúng nhỉ, danh lợi này, meri đấy, danh lợi này, hoặc là gì đây, lưu luyến người yêu cũ này, motokare, hoặc là kachimake này đấy, vân vân. Có nghĩa là chúng ta gì nhỉ, chúng ta cứ luôn luôn nghĩ tới cái này, bận tâm tới chuyện này, muốn phải được như vậy. Câu 1. Kono restoran no ryori wa sōzai ni siêu chắc shite tsukurarete iru sōdan. Mặc dù để dưới dạng thức là n ni siêu chắc cự, nhưng mà trong trường hợp là món ăn, nguyên liệu nấu ăn thì chúng ta sẽ không dùng cái này đúng không nhỉ. Cái món ăn của nhà hàng này nghe nói là được nấu mà họ rất là lưu luyến, bận tâm tới nguyên liệu. Trong trường hợp nguyên liệu nấu ăn thì chúng ta sẽ không dùng từ siêu chắc cự, mà các bạn dùng một từ khác, đó là từ kodawaru các bạn nhé. Kodawatte có nghĩa là người ta cầu kỳ, người ta kén chọn tới cái số dai này, số dai chứ xin lỗi. Câu số 2. Tanaka-san wa mou 1 jikan mo terebi game ni siêu chắc している. Ở đây cũng dùng là n nhị siêu chắc sự, nhưng mà dùng với lại game, chơi game trên tivi thì không đúng rồi. Cậu gì nhỉ,
cậu Tanaka này cậu đã chơi 1 tiếng trò chơi ở trên TV. Cái này chúng ta không dùng từ siêu chắc cự đúng không? Với một hoạt động cụ thể như này chúng ta chỉ dùng từ nền chill. Đây, từ nền chill mới chính xác nhé. Đó là say mê, say sưa, miệt mài. Câu số 3 này. Kono uredoke wa koarete iru keredo shujaku ga te suterare nai. Cái đồng hồ đeo tay này thì nó hỏng rồi nhưng mà tôi có cái sự lưu luyến nên tôi không thể vứt được. Nếu các bạn chỉ dịch nghĩa thì các bạn sẽ chọn 3 nhưng mà sẽ không có siêu chắc từ gã t đấy, các bạn sẽ không dùng được. Cái này các bạn phải dùng từ ai chắc cự mới đúng, nghĩa nó gần gần giống nhau nhưng mà cái dạng thức nan nan ni nga rự thì phải là ai chắc cự nga rự, có cái sự lưu luyến. Câu số 4 này. Sports wo suru toki wa gachi make ni shujaku suru yori mo tanoshimitai. Khi chơi thể thao ấy, khi chơi thể thao thì tôi muốn tận hưởng, tôi muốn vui hơn là quan tâm tới, bận tâm tới chuyện thắng thua. Đúng rồi, nghĩa hợp lý cũng như là cái dấu hiệu phù hợp với lại những cái mà chúng ta đưa ra ở ban đầu. 4 là chính xác. Tiếp theo câu số 21. Câu số 21 chữ Hán của chúng ta là chữ bất và chữ chính. Đọc là phư xê. Bất chính này có nghĩa là bất chính, đúng không nhỉ? Không chính đáng. Thông thường cái từ này nó đi kèm với một số cái dạng cố định nhá, chẳng như là phư xê ô hatara cự có nghĩa là thực hiện cái việc làm không chính đáng này, hoặc là phư xê nó coi đúng nhỉ, hành vi bất chính, hành vi không chính đáng này, thori hiki này, giao dịch không chính đáng này, cách làm yarikata không chính đáng, vân vân. Chúng ta cùng xem nhé. Ekimae no michi wa fuse chusha ga oku akurinikui. Con đường ở trước ga ấy thì người ta đỗ xe có rất là nhiều cái việc, có nhiều cái tình trạng đỗ xe bất chính. Cho nên là tôi khó để tôi đi, khó để đi đi bộ. À, đỗ xe bất chính nghe thì có vẻ hợp lý nhưng mà chúng ta sẽ không dùng cái cụm là fuse chusha. Đấy. Đối với lại từ chusha này ấy, thì các bạn phải dùng cái cụm trong tiếng Việt mình cũng sẽ dùng là gọi là đậu xe trái phép đúng không? Phải là y hô chiu chạ, hoặc các bạn hãy dùng từ mư đăng có nghĩa là đậu xe không phép tùy tiện thì mới đúng, không có phư xê nha. Câu số 2 này. Si ken chu phư xê na koi o hakken shita bai wa shi kaku to narimasu. Trong lúc thi ấy, thì trường hợp mà phát hiện ra hành vi bất chính thì sẽ bị đánh trượt, đúng rồi. Nghĩa phù hợp cũng như là có cái từ cô y này, dấu hiệu là cô y này, dấu hiệu đây là kachi make. Câu số 3 này. Trường hợp mà phát hiện ra cái thứ gì bất chính thì hãy thông báo cho cảnh sát. Cái này phải là cái thứ đã khả nghi đúng không? Có thể dùng từ fushi. Hán tự là bất và thẩm. Câu số 4. Shinbun kiji no fuse ni yori uwasa ga hirogaru bakari da. Do cái sự bất chính của bài viết báo, bài phóng sự trên báo mà cái tin đồn ngày càng lan rộng. Đây không phải là do cái sự bất chính đúng không, mà do cái lỗi ayamari hoặc là miss sự cũng được. Câu 22 là một câu hỏi về động từ hakadoru. Hakadoru có nghĩa là tiến triển thuận lợi, nó dùng để diễn tả những cái quá trình thực hiện dài hơi, nó diễn ra một cách êm đẹp, chẳng hạn như là công việc này, shigoto. Đấy. Sagyo này, kenkyu này, và gakushu học tập, benkyo, vân vân. Những cái này nó gì nhỉ, nó hakadoru có kanji nhá nhưng mà người ta sẽ ít khi người ta viết ở dạng kanji hakadoru. Đây, những cái quá trình này nó diễn ra một cách thuận lợi, chúng ta cùng xem cái nào mang tính chất như vậy. Câu 1 này. Jikan ga hakadoru no wa hayai mono da không bị bên jikan đúng nhỉ? Cái này chúng ta phải dùng từ gì đấy? Tatsu đúng nhỉ? Thời gian trôi qua thật là nhanh. Cái việc thời gian trôi qua thật là nhanh này. Câu số 2. Minna de kyoju ni kono shigoto o hakadoru. Đây có shigoto nhưng mà hakadoru là tự động từ không phải là tha động từ nhá. Nên nói là kono shigoto o hakadoru là sai. Mọi người đúng nhỉ? Trong hôm nay sẽ phải phải là kết thúc hoàn thành công việc này đúng không? Này chúng ta phải dùng từ kanse saseru mới đúng. Chứ không phải là hakadoru, không phải là tha động từ. Câu số 3 này.
静かな部屋で集中できたので勉強がはかどった。đó là bởi vì có thể tập trung ở một cái phòng yên tĩnh cho nên cái việc học đã rất là tiến triển. Đúng rồi, có bên yoga thì chúng ta chọn luôn được luôn là ba nha. Câu số 4, Igaku no hakadori ni ooku no inochi ga sukuwareta. Nhờ sự tiến triển của y học rất là nhiều cái sinh mạng đã được cứu. Nếu mà dịch nghĩa thì các bạn sẽ thấy bốn được đúng không, nhưng mà chúng ta sẽ không dùng dưới dạng danh từ như thế này. Cái này chúng ta phải dùng theo kiểu như là nhờ vào sự phát triển và tác sự của y học thì mới đúng. Câu 23, Hán tự của chúng ta đấy là chữ chiếu và chữ hội, được được là shokai. Từ này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là truy vấn đấy, chẳng hạn như là truy vấn số dư, nó sẽ có cái cụm cố định là jangdaka shokai, truy vấn số dư này, hoặc là mang nghĩa là tham chiếu, đối chiếu, tra cứu nhé. Nó sẽ giống với từ sansho, hoặc là từ bằng với từ sansho là bằng từ thôi awase, có năm người ta từng hỏi rồi đấy. Chúng ta cùng xem cái nào mà phù hợp này. Câu 1, この資料は基調で研究の上で紹介になる。Cái tài liệu này ấy, nó rất là quý giá và nó trở thành một cái tham chiếu khi nghiên cứu. Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng mà dùng dưới dạng ninaru, chúng ta không được dùng từ shokai mà phải dùng từ sanko. Nó sẽ trở thành một cái thứ để chúng ta tham khảo khi nghiên cứu thì mới đúng. Câu số 2, heya no shokai ga kurai no de skoshi akaruku shita. Bởi vì cái sự tham chiếu trong phòng nó hơi tối nên tôi đã làm nó sáng hơn. À, cái này thì chắc chắn là sai rồi. Cái này chúng ta phải dùng là shome đúng không? Chiếu sáng, đèn đóm. Đấy. Bởi vì cái sự chiếu sáng trong phòng nó tối. Đấy, đèn trong phòng nó tối nên là tôi đã làm sáng hơn. Câu 3 này. Để xem lại cái kế hoạch hợp đồng ấy thì tôi đã tham chiếu, đối chiếu cái nội dung hợp đồng. Đúng rồi. Phù hợp là sambang nhá. Hiện tượng ở đây sẽ là đối chiếu nội dung. Đấy. Câu số 4. Sakunen dōki no bukka to shōkai shita tokoro jōshō shita. Sau khi đối chiếu với vật giá cùng kỳ năm ngoái thì tôi thấy nó tăng lên. Nếu mà dịch nghĩa thì các bạn thấy cái này được đúng không? Nhưng mà cái từ này nó sẽ mang nghĩa là tai khi so sánh. Tai hi đây, cái này mới phù hợp chứ không dùng từ sô cai. Như vậy hãy chú ý tới những cái gì nhỉ, những cái dấu hiệu đi kèm đấy, như đây là bên kia gác, đây là kê giác cự này yếu. Tiếp theo câu số 24 là một câu về động từ tiếp này. Động từ ở đây chữ Hán là chữ nhuận đúng không, từ này đọc là kuru o, à xin lỗi, kuru o. Từ này nó sẽ thường mang nghĩa là ẩm ướt. Nó dùng cho ví dụ như là nô đồ, cổ họng của mình nó ẩm ướt. Đấy. Hay là mặt đất này, jimen ga uru, có nghĩa là mặt đất ẩm ướt bởi mưa, hoặc là cổ họng uống nhiều nước ấy và nó trơn tru, nó không bị khát thì dùng cái từ này cũng được. Ngoài ra còn mang nghĩa là dư giả, dồi dào. Nó thông thường nó dùng những cái trường hợp liên quan đến kinh tế, chẳng hạn như là kake này, kinh tế gia đình đúng không nhỉ? Hoặc là futokoro, đấy, túi tiền gọi là dồi dào, kinh tế gia đình dư giả. Chúng ta cùng xem này. Câu 1, cái khoản bonus, cái khoản thưởng tạm thời từ công ty nó được trả, và cái kinh tế và cái kinh tế gia đình tôi trở nên dư giả. Đúng rồi, chúng ta thấy có kake chúng ta chọn được luôn. Một đấy. Câu số 2 là gì nhỉ, là con chó mà nhà tôi nuôi ấy, nó đã là chó già rồi và nó đã bắt đầu, chắc chắn là phù hợp đúng không, phải nó bắt đầu suy yếu thì mới đúng đúng không nhỉ. Otoro, otoroe. Câu số 3,
Sang xuân này thời tiết trở nên như thế này và hoa anh đào đồng loạt nở. Bữa này phải là thời tiết đẹp đúng không? Này chúng ta phải dùng từ yokereba. Nếu như thời tiết đẹp thì hoa anh đào sẽ đồng loạt nở. Câu 4 này. Namida ni uruo kimochi o kirikaete maemuki ni natta. Không dùng với trường hợp là nước mắt đúng nhỉ? Cái này chúng ta phải là shizumu. Tôi làm sao đây nhỉ? Tôi chấm dứt cái cảm xúc ngập chìm trong nước mắt và tôi trở nên maemuki, là tôi trở nên tích cực nhá. Đúng rồi, đây phải là một mới là chính xác. Rồi câu cuối cùng, câu 25. Một câu về phó từ tekiri. Từ tekiri chắc là khá là nhiều bạn quen thuộc rồi. Từ này có nghĩa là cứ ngỡ là, cứ đinh ninh là. Cái cấu trúc cố định của nó ấy sẽ là gì nhỉ? Tekiri nani nani to omotta. Đấy, hoặc là omotteita. Tôi cứ nghĩ là như vậy, tôi cứ đinh ninh là như vậy, nhưng mà thực tế lại không phải. Chúng ta sẽ chọn câu 1 này. Tekiri saki no mise de saifu o otoshita yo da. Cái này không thấy có to omotta và omotteita thì chắc chắn là sẽ không được rồi đúng không? Có đuôi lại là yoda này, chúng ta không phải dùng từ tekiri nhá, phải dùng từ doyara. Doyara mới đúng. Có vẻ như là tôi đã đánh rơi ví ở cái cửa hàng lúc nãy. Câu số 2. Nihongo ga jōzu na no de kanojo wa tekiri nihonjin da to omou. Sẽ có bạn chọn câu này bởi vì thấy có tomo và dịch nghĩa các bạn bảo là bởi vì tiếng Nhật giỏi cho nên là tôi cứ đinh ninh cô ấy là người Nhật. Thế nhưng mà rất tiếc câu này sẽ đúng nếu như chúng ta sửa lại cái vế sau. Đấy. Nếu chúng ta sửa lại cái vế sau là omotta thì đúng nhá. Đây, câu này các bạn phải sửa là omotta. Có nghĩa là tôi đã luôn nghĩ như thế. Nhưng bây giờ tôi đã biết suy nghĩ của tôi là sai. Thì nó phải dùng thể ta, thể quá khứ. Còn nếu mà như thế này thì là tôi luôn luôn nghĩ vậy. Bây giờ tôi cũng vẫn nghĩ vậy. Thì không thể dùng tekiri được. Đấy. Câu này chúng ta phải sửa lại thành to omotta thì mới đi được với tekiri. Câu số 3 này. Tekiri daishu wa isogashiku naru no de ima no uchi ni yatte oko. Bởi vì tuần sau sẽ trở nên bận cho nên là bây giờ thì hãy làm trước đi. À, cái này chúng ta sẽ không dùng tekiri đúng không? Cái này chúng ta sẽ dùng từ, có thể dùng từ osoraku này, hoặc là từ tabun, hoặc là từ kitto đúng không? Những từ diễn tả cái phán đoán. Đấy. Thì mới phù hợp. Rồi chúng ta thấy là đương nhiên là sẽ còn lại câu 4 đúng nhỉ? Phù hợp về nghĩa cũng như là dấu hiệu. Đây, tekiri đây. To omotta đây. Heya ni inakatta kara tekiri mo kaeta no ka to omotta. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì một ai đó đã không có ở phòng nên là tôi cứ đinh ninh là họ đã về rồi. Đấy. Đúng, đây sẽ là yomang là chính xác. Thì đó là cái nội dung của cái phần chữa này. Các bạn hãy ghi nhớ thật kỹ những cái mà sensei đã nói cũng như là những cái phần mà mở rộng thêm, bởi vì có thể người ta sẽ hỏi các bạn ở trong những kỳ thi tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong các video chữa bài sắp tới.